Giao nộp chăn đất khủng ở Cà Mau loài trong sách đỏ Việt Nam. Ban đầu, ông Lê Văn Lẹ, 51 tuổi, ngụ ấp 2, xã Chí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau mua con chăn với giá 2,5 triệu đồng để làm cảnh. Tuy nhiên, sau khi ông nhận thấy rằng con chăn này thuộc loài động vật quý hiếm, ông đã quyết định giao nộp nó cho kiểm lâm để được thả về môi trường tự nhiên. Vào ngày 13 tháng 9, đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng tỉnh Cà Mau tiếp nhận con chăn đất khủng này và đang chăm sóc nó. Cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục liên quan để chuẩn bị thả con chăn đất quý hiếm này trở lại môi trường tự nhiên. Chăn đất Python Molurus là một loài bò sát lớn, nằm trong danh sách đỏ động vật Việt Nam. Chúng có kích thước lớn nhất trong số các loài chăn được phát hiện ở Việt Nam, với chiều dài trung bình từ 4 đến 6 mét, có trường hợp dài tới 8 mét và trọng lượng hơn 100 kg. Chăn đất có đặc điểm nhận dạng là phần đầu màu nâu xám, dài và nhỏ, có hoa văn họa tiết hình mũi mác trên đầu với mũi nhọn kéo dài từ cổ hướng về phía đầu mõm. Trên lưng có màu xám hoặc vàng nhạt xen kẽ với những đốm đỏ viền đen. Thức ăn ưa thích của chăn đất là những loài thú nhỏ như gặm nhấm, ếch nhái, chim, bò sát và hươu nai. Chăn đất sống ở nhiều khu vực của Việt Nam, bao gồm cả đồng bằng Nam Bộ và miền núi. Ở Nam Bộ, chúng thường xuất hiện ở đầm lầy, rừng sú vẹt ngập nước và rừng tràm. Ở miền Bắc, chúng thường ẩn mình trong hang vào mùa đông và chỉ ra ngoài săn mồi vào ban đêm. Ngoài Việt Nam, chăn đất cũng được tìm thấy ở nhiều nước khác trên thế giới như Pakistan, Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Myanmar và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, loài chăn đất đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do săn bắn trái phép và mất môi trường sống. Chăn đất thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.